Hôm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại thành phố Nha Trang. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội Nhà báo Việt Nam đã thảo luận, thống nhất và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt chỉ thị số 43 của Ban Bí thư, Luật Báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, quán triệt yêu cầu của thực tiễn đối với đổi mới công tác báo chí, chia sẻ các định hướng chiến lược phát triển, đặc biệt là chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, hướng đến kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo. Phương thức hoạt động của hội có nhiều đổi mới, bắt kịp sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là bám sát xu thế toàn cầu để tuyên truyền, hưởng ứng quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Trong thời gian tới, các cấp hội cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, các vấn đề thời sự có nhiều tác phẩm chất lượng, có tính chiến đấu cao, giá trị nhân văn sâu sắc. Từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của đảng viên trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, quán triệt tinh thần văn kiện Đại hội 13 của Đảng về xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao quyết định phê duyệt điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua cho 13 tập thể có thành tích tiêu biểu, tặng bằng khen cho 24 tập thể và 28 cá nhân xuất sắc nhất trong hoạt động nghiệp vụ, hoạt động hội năm 2022. Nhà báo Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, vinh dự được tặng bằng khen.